khi nhà sáng lập Amazon rời khỏi vai trò CEO. Ông đã để lại cho người kế nhiệm một bộ quy tắc có thể rất hữu ích cho bất cứ người doanh nhân nào muốn chinh phục những thành công. Làm giàu từ kinh doanh, xin chào các bạn. Hôm nay, Làm giàu từ kinh doanh xin chia sẻ đến các bạn 11 bài học cho các doanh nhân từ thành công của Jeff Bezos. Nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Amazon đã không ngừng theo đuổi xây dựng một doanh nghiệp tập trung vào khách hàng, thống trị nhất trong lịch sử hiện đại. Bezos rời bỏ vai trò giám đốc điều hành với tư cách là nhà lãnh đạo quan trọng nhất trong mọi thế hệ của doanh nghiệp mình, đưa doanh nghiệp của ông từ con số 0 lên gần 1,7 nghìn tỷ đô la, chính là mức giá trị thị trường của Amazon ngày nay. Trên suốt chặng đường, Jeff Bezos đã cho chúng ta một số bài học quan trọng nhất về tinh thần kinh doanh, đổi mới và cả trải nghiệm khách hàng. Dưới đây là 11 nguyên tắc mà mọi doanh nhân hay người đi làm kinh doanh nói chung có thể học hỏi từ ông. Thứ nhất, sử dụng mô hình giảm thiểu tối đa sự hối tiếc. Khi Jeff Bezos lần đầu tiên đưa ra ý tưởng bắt đầu một cửa hàng sách trực tuyến, ông đã sử dụng một bài tập tinh thần mà ông gọi nó là mô hình giảm thiểu tối đa sự hối tiếc. Bezos giải thích: "Tôi muốn giảm thiểu tối đa số lần hối tiếc mà tôi có. Tôi biết rằng khi tôi 80 tuổi, tôi sẽ không hối hận vì đã thử làm những điều mà tôi đã làm. Tôi sẽ không hối hận khi cố gắng tham gia vào những thứ được gọi là Internet mà tôi nghĩ nó sẽ là một vấn đề thực sự lớn." Thứ hai, tìm lấy cơ hội thích hợp. Bezos quyết định xây dựng một công ty kinh doanh Internet trước tiên, chứ không phải là một công ty kinh doanh sách. Ông từng làm việc ở thành phố New York cho D.E. Shaw, một công ty chuyên về đầu tư, khi nghe tin rằng việc sử dụng Internet đang tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 2.300%. Bezos không đặc biệt thích sách, nhưng sách dường như là cách tốt nhất để tận dụng sự phát triển bùng nổ của Internet. Năm 1994, khi Amazon ra mắt cửa hàng sách trực tuyến, danh mục sách in sẵn có trên thực tế là vô hạn, với hơn 3 triệu đầu sách, một cơ hội kinh doanh lâu dài rất phù hợp với mô hình trực tuyến. Việc vận chuyển sách cũng tương đối dễ dàng và không quá đắt. Thứ ba, hãy lấy khách hàng làm trọng tâm. Bezos nói với David Rubenstein trong một cuộc phỏng vấn năm 2018 tại câu lạc bộ kinh tế của Washington: "Gia vị bí mật của Amazon thì có rất nhiều, nhưng điều số 1 đã khiến chúng tôi thành công cho đến nay là sự tập trung đến mức ám ảnh vào khách hàng. Đó không phải chỉ là một dịch vụ tốt, mà nhiều hơn là về việc tạo ra một doanh nghiệp mà mọi người không thể sống thiếu nó." Bezos tin rằng phong cách tường thuật giúp làm rõ chiến lược, và đội nhóm đã bắt buộc phải suy nghĩ về bất cứ điều gì họ đang làm thông qua lăng kính lần trải nghiệm đầu tiên của khách hàng với sản phẩm. Thứ tư, làm cho giá trị của bạn vượt qua tất cả các mức chi phí. Trong những ngày đầu tiên của hệ thống bán hàng trực tuyến nói chung, việc đặt mua bất cứ thứ gì trực tuyến là một trải nghiệm khủng khiếp đối với cả người bán lẫn cả người mua. Chỉ khoảng 1/3 số hộ gia đình có máy tính và chúng chạy rất chậm. Thậm chí, trong số hộ gia đình có máy tính đó, rất ít hộ gia đình có Internet. Nếu bạn định thuyết phục ai đó sử dụng máy tính, kết nối Internet và mua một thứ gì đó trực tuyến, thì tốt nhất bạn nên đưa ra một thứ gì đó mà họ không thể có được ở bất cứ nơi nào khác. Trải nghiệm phải tạo ra đủ giá trị để vượt qua tất cả những rào cản ban đầu của việc mua hàng trực tuyến. Ngay cả khi website của bạn trở nên dễ truy cập hơn, câu hỏi vẫn là website của bạn có làm cho cuộc sống của khách hàng trở nên dễ dàng hơn hay tốt hơn theo một cách cụ thể nào đó hay không? Nếu vậy, họ có thể sẽ mua bất cứ thứ gì từ bạn. Và trong trường hợp của Amazon, đó gần như chính xác là những gì đã xảy ra. Thứ năm, theo đuổi khách hàng chứ không phải là đối thủ cạnh tranh. Đừng sợ các đối thủ cạnh tranh của chúng ta, bởi vì họ không phải là nơi gửi tiền cho chúng ta. Bezos đã từng nói với đội nhóm của mình: "Thay vào đó, hãy tập trung vào khách hàng. Hãy sợ khách hàng nếu có, bởi vì đó là những người có tiền và họ sẵn sàng chi trả cho chúng ta." Nói một cách khác, hãy tập trung sự lo lắng của bạn vào nơi nó thực sự quan trọng. Thứ sáu, hãy đầu tư vào dài hạn. Năm 1997, Amazon vẫn là một công ty tương đối nhỏ. Nó đã phục vụ khoảng 1,5 triệu khách hàng. Trong một bức thư gửi cổ đông của Bezos,
ông không quan tâm tới mức thu nhập hàng quý, một đặc điểm mà một công ty sẽ sẵn sàng chứng minh trong nhiều năm tới. Ông viết, chúng tôi tin rằng thước đo cơ bản cho sự thành công của chúng tôi sẽ là giá trị cổ đông mà chúng tôi tạo ra trong dài hạn. Giá trị này sẽ là kết quả trực tiếp của khả năng mở rộng và củng cố vị trí dẫn đầu trên thị trường của chúng tôi. Rise, một chương trình dịch vụ có trả phí của Amazon, là một ví dụ tuyệt vời cho điều này. Khi ra mắt vào năm 2005, nó có giá 79 đô la một năm và được giao hàng miễn phí. Bezos sau đó đã viết, chúng tôi muốn Prime trở thành một giá trị tốt đến mức bạn sẽ không thể không trở thành thành viên của chương trình. Trong một thời gian dài, Amazon đã đầu tư hết mọi thứ vào hoạt động kinh doanh, ưu tiên tăng trưởng hơn lợi nhuận, dẫu phố Wall có phàn nàn, Bezos cũng không quan tâm. Thứ 7, sử dụng mô hình bánh đà. Sách luôn chỉ là sự khởi đầu. Để thu hút nhiều khách hàng hơn, Bezos đã lên kế hoạch có nhiều sản phẩm để lựa chọn hơn, giá rẻ và dịch vụ khách hàng tuyệt vời hơn. Việc tăng số lượng khách hàng sẽ thu hút người bán bên thứ ba, người bán trung gian đến với nền tảng nhiều hơn. Điều này sẽ làm tăng sự lựa chọn của sản phẩm. Điều này sẽ thu hút khách hàng nhiều hơn nữa. Amazon càng bán được nhiều sản phẩm thì các quy trình và hệ thống của nó sẽ càng trở nên hiệu quả hơn. Doanh số bán hàng càng cao thì mức giá lại càng tốt hơn từ các nhà cung cấp và càng có thể có được những chi phí thấp hơn để tăng trưởng. Bánh đà lại cứ thế quay. Amazon không phát minh ra mô hình bánh đà. Walmart cũng đã sử dụng nó làm nguyên tắc hoạt động. Nhưng Bezos và đội ngũ của ông chắc chắn đã làm cho nó quay nhanh hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp khác. Thứ 8, tuyển những người thực sự khao khát. Bạn muốn tuyển dụng người truyền giáo hay là lính đánh thuê? Đó là một câu hỏi lớn. Làm thế nào để bạn có thể tuyển dụng được những người tuyệt vời và giữ họ không rời đi? Bezos nói, bằng cách trao cho họ, trước hết là một sứ mệnh lớn lao, một cái gì đó có mục đích thực sự và đầy ý nghĩa. Thứ 9, bảo vệ nền văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp của Amazon không có gì bí mật. Bezos viết cho các nhà đầu tư vào năm 2016. Chúng tôi không bao giờ tuyên bố rằng cách tiếp cận của chúng tôi là đúng, chỉ là đó là của chúng tôi thôi. Và trong hai thập kỷ qua, chúng tôi đã thu hút được một nhóm lớn những người có cùng chí hướng. Đồng thời, Amazon vẫn tiếp tục thu hút những người tài năng, những người có thể xây dựng các sản phẩm và dịch vụ có ảnh hưởng to lớn đến thế giới. Bezos cho rằng văn hóa được tạo ra từ từ, theo thời gian, bởi con người và các sự kiện, bởi những câu chuyện về thành công và thất bại trong quá khứ. Nó đã trở thành một phần sâu sắc trong truyền thuyết của doanh nghiệp. Điều quan trọng là bạn cần nhận ra điều đó và bảo vệ nó một cách cẩn thận. Thứ 10, hiểu rõ các loại quyết định bạn đang đưa ra. Bezos giải thích, Amazon chia nhỏ các quyết định cần đưa ra thành hai loại. Có những quyết định không thể thay đổi và những quyết định chỉ mang lại hậu quả cao. Chúng tôi gọi chúng là những cánh cửa một chiều hay là những quyết định loại hai. Trong các trường hợp của quyết định loại hai, Bezos luôn tìm kiếm thêm thông tin vì quyết định loại này rất là quan trọng và một khi nó được đưa ra sẽ không thể quay lại. Bezos nói rằng hầu hết các quyết định đều là những cánh cửa hai chiều hay còn gọi là quyết định loại một. Đây là những quyết định mang lại ít hậu quả hơn. Khi bạn đưa ra lựa chọn sai, bạn có thể quay trở lại. Hãy đưa ra quyết định của mình một cách chính xác. Việc nhầm lẫn giữa hai loại quyết định là điều mà mọi doanh nhân đều nên tránh. Và điều cuối cùng, 11, nên lắng nghe những lời chỉ trích đến bạn, nhưng đừng quá nhiều. Bezos nói, đầu tiên hãy nhìn vào gương và quyết định xem những người chỉ trích bạn có đúng hay là không. Nếu họ đúng, hãy thay đổi. Đôi khi Amazon cũng vậy. Khi bị chỉ trích về tỷ lệ trả lương cho các nhân viên kho, Amazon ngay sau đó đã nhanh chóng đặt ra một mức lương mới phù hợp hơn. Trên đây là 11 bài học cho các doanh nhân từ thành công của Jeff Bezos mà Làm Giàu Từ Kinh Doanh muốn chia sẻ đến các bạn. Nếu có đóng góp ý kiến, hãy chia sẻ với Làm Giàu Từ Kinh Doanh bằng cách bình luận ở bên dưới bạn nhé. Startup, khởi nghiệp được coi là xu thế mới hiện nay. Nhưng bạn có biết rằng trong 10 năm gần đây, có tới 70% công ty gặp thất bại trong kinh doanh và tuyên bố phá sản. Vai trò của sale, người bán hàng trong tổ chức cực kỳ quan trọng, khi họ là người trực tiếp tạo ra doanh thu, giúp công ty, doanh nghiệp có đủ tiền để vượt qua những giai đoạn khó khăn, khủng hoảng hoặc đưa công ty lên một tầm cao mới. Nếu bạn muốn trở thành một siêu sale, top nhân viên bán hàng xuất sắc nhất, hay bạn muốn khởi nghiệp, kinh doanh online, thì siêu cò,
Siêu sao bán hàng là một bộ sách dành cho bạn. Để tìm hiểu thêm về bộ sách Siêu cò siêu sao bán hàng, mọi người có thể tham khảo tại cửa hàng Happy Life, trên Tiki, Shopee, Lazada hoặc trên website happy.lip. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng và marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.